vụ hack lớn nhất trong lịch sử ngân hàng Mỹ. Tin tặc Andrei Tiurin đột nhập vào hệ thống máy tính của Morgan Chase năm 2014 và kiếm được hàng trăm triệu đô la Mỹ từ hơn 80 triệu khách hàng của ngân hàng này. Đây được xem là vụ hack lớn nhất trong lịch sử ngân hàng Mỹ. Theo lời các công tố viên nước này, Andrei Tiurin 35 tuổi, còn bị cáo buộc hack nhiều tổ chức tài chính, công ty môi giới và công ty Mỹ. Tin tặc người Nga bị tòa án liên bang Mỹ tuyên các tội danh xâm nhập máy tính, gian dối máy tính, gian dối ngân hàng cờ bạc trực tuyến trái phép và loại tội danh thực hiện cùng các đồng phạm. Các công tố viên Mỹ cho biết trong khoảng thời gian từ 2012 tới giữa 2015, Turin thực hiện nhiều chiến dịch đột nhập, đánh cắp dữ liệu của hơn 100 triệu khách hàng. Chỉ riêng vụ hack năm 2014 vào Morgan, Turin đã có trong tay thông tin của hơn 80 triệu khách hàng. Turin và đồng phạm Gary Salon, người bị cáo buộc vẽ kế hoạch và chỉ đạo thực hiện, đã kiếm được rất nhiều tiền từ hoạt động phi pháp trên. Tổng cộng hình phạt, Taurin có thể bị tuyên mức án tối đa 95 năm tù. Tuy nhiên, Bloomberg News cho biết, các công tố liên bang đề nghị phạt tin tặc này từ 15 đến 20 năm tù, thời gian áp dụng từ ngày 13 tháng 1 năm 2020. Cũng theo Bloomberg News, Taurin đã đồng ý hoàn trả hơn 19 triệu đô la Mỹ, đổi lại tin tặc này sẽ được giảm án.